đúng không? Ok, mua trà tắc không? Đây à, bán quen luôn hả? Trà tắc 10.000, 10.000 lấy trà tắc. Bán trà tắc chị ơi, 10.000, 7.000, 5.000. Có cả ly 5.000 luôn. Hả? Không. Thì mấy nghìn? 5.000. Bán 5.000 bao giờ đã giàu rồi. Đăng giá chị ạ. Mấy đứa này giàu phải đăng giá 50.000. Bán 5.000 nó đưa như cơ à? Sợ được không? Sợ không được. Nó biết đâu đâu. Kêu đưa bao nhiêu đưa bao giờ để bảo biết đâu đòi. Này có học học khó được công thức làm không? Này là tắc rồi. Này tắc luôn. Này xí muội. Này xí muội. Rồi, rất nhanh đã có ly trà tắc. Ở đây là nó đủ vị luôn này. Có rất nhiều vị này. Soda này. Chưa tới 1 phút. Ok. Chị các bạn. Chưa tới phút đã có ly trà tắc rồi. Let's go. Nguyễn Cảnh Trân. Câu đường này chưa nghe bao giờ luôn. Đoạn này nó cũng đã vắng và rất chi là tối, cho nên là thì mình sẽ phép mình dừng video tại đây nhá. Vâng, nhà trai trong tôi mến chào cả nhà nhá. Và hiện tại là
Chúng tôi đã về được tới thành phố Nha Trang. Và hiện tại chúng tôi đang chạy trên đường là 23 tháng 10. Hôm nay mình sẽ quay một đoạn đường thành phố Nha Trang về để tối cho các bạn xem nhé. Khúc mình đang quay là khúc đường 23 tháng 10. Vâng. Đó, các bạn có thể thấy là lượng dân đi lại vẫn tấp nập nhá. Vâng. Rất là tấp nập. Mình sẽ đi thật chậm để các bạn quan sát thật kỹ hơn những cung đường này, cung đường quen thuộc của các bạn. Bến xe cũ này, bến xe cũ này, hồi xưa đây là bến xe cũ nhá, bây giờ là họ xây Lotte Max. Vâng, Lotte Max. Buổi chiều nay thì mình thấy là bãi biển Nha Trang là đã được căng dây rồi nhá các bạn nhá. Không biết là họ có xuống tắm biển hay không. Hiện tại là toàn nước Việt Nam đang ở chế độ là cách ly. À không phải, gọi là giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội. Và đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Ở Hồ Chí Minh là đang giãn cách xã hội rất chi là mạnh. Bởi vì ở Sài Gòn ấy là cái lượng lây Covid ấy là đang gọi là trong quá trình gọi là bùng dịch. Cùng dịch các bạn nhé. Rồi nếu mà cô phải nhá, cô phải là sẽ vào đường Lê Hồng Phong. Đấy, đi thẳng là ra đường cô phải hả? Ok, cô phải. Ok, theo lời các bạn mình sẽ cô phải vào đường Lê Hồng Phong. Đấy, để cho các bạn ngắm cảnh. Đây là đoạn Lê Hồng Phong nhá. Bắt đầu đi qua đường dây xe lửa này. Đấy, đấy, đấy. Đoạn này mới mở này, đoạn đường Đồng Nai đi vào khu đô thị này mới mở này. Phía tay phải các bạn, trước mắt các bạn cũng là một siêu thị mới được mở nhá, có tên là Co-op Park. Rất nhiều mặt hàng đang được giảm giá nhé. Đấy, có mắc bàn của mọi nhà. Đây là xanh đỏ Tố Hữu Lê Hồng Phong.